xin chào các bạn hôm nay trong cái bài học này thì mình sẽ uh, giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái blending mode ở trong Photoshop tức là cái chế độ hòa trộn uh, chế độ hòa trộn thì các bạn có thể nhìn thấy được nó nằm ở trong cái bên cái mục bảng là panel của layer nữa các bạn uh, ví dụ như là mình uh, mình nhấn ctrl j lên ha thì các bạn sẽ thấy bất kỳ một cái layer nào nó cũng sẽ có một cái uh, cửa sổ để cho các bạn sổ ra cái pop up ở trong đây Đó, đây là những cái chế độ hòa trộn người ta gọi là blending mode Vậy thì ở trong đây các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ chia ra thành nhiều nhóm. Và mỗi nhóm nó được ngăn cách với nhau bằng một cái dấu gạch ở đây. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhóm ở trong đây. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ lược cho các bạn về 6 cái nhóm này. À, mình để chia ra thành những cái tên đề mục lớn như thế này ha. À, cái nhóm đầu tiên đó là nhóm Normal. Normal là bình thường. À, tức là cái nhóm này nó không có chế độ hòa trộn. Mình không có sử dụng chế độ hòa trộn. À, thì bạn để bình thường chẳng hạn như là mình có cái hình ở bên đây đây normal là chế độ bình thường mình không có hòa trộn gì hết nhưng mà cái này thì mình có thể vẫn có thể trộn xuống dưới bằng cách là bạn giảm opacity của nó xuống chẳng hạn như mình bạn thấy mình sẽ giảm cái opacity của cái layer bên trên này thì nó sẽ trộn xuống dưới bằng cách là nó sẽ làm mở cái hình ảnh bên trên đi để nó tạo ra một cái độ trong suốt thì cái normal này nó không trộn nhưng mà bạn có thể tăng chỉnh cái opacity để bạn tạo ra những cái hòa trộn xuống cái layer bên dưới cái nhóm cái tiếp theo ở trong cái nhóm normal này đó là cái Dzone Dzone này là tạo ra những cái hạt nhiễu chẳng hạn như là mình trở lại cái tấm hình hồi nãy ha các bạn ha đây các bạn sẽ thấy mình trộn xuống dưới bằng cái chế độ Dzone này thì mình giảm opacity xuống ha mình sẽ thấy nó tạo ra những cái hạt nhiễu hạt nhiễu như thế này nè đây là một vài cái hiệu ứng vậy thì cái nhóm đầu tiên đó là cái nhóm normal cái nhóm thứ hai là nhóm Cần dark, dark là là tối vậy thì nhóm này á cái cái công việc của nó đó là nó sẽ ưu tiên nó tăng cường các cái vùng tối và nó sẽ khử những cái vùng nào mà màu sáng và nó sẽ loại luôn cả cái màu trắng đi. À, nhóm này là nhóm đặc cần các bạn. À, nhóm đặc cần chúng ta có tổng cộng là 5 cái à, hòa trộn trong đây và cái cường độ của nó sẽ khác nhau. Và những cái hình mà mình để màu cam này, những cái tên mà mình để màu cam này là nó ở một cái mức độ mà vừa phải nhất của cái nhóm hòa trộn đó mà chúng ta hay sử dụng. Còn những cái uh, chế độ khác thì các bạn cũng có thể áp dụng tùy theo cái uh, đối tượng mà mình sử dụng um, Và cái nhóm cần này bây giờ mình sẽ ví dụ cho bạn coi uh, Đó là cái cần multiply, color burn, liner burn và docker color Thì cái multiply là cái chúng ta hay sử dụng nhất Bây giờ mình sẽ thử cái multiply này cho các bạn nha Ở đây chúng ta có một cái layer cô gái ở bên trên và một cái nền ở bên dưới, background ở bên dưới như thế này bây giờ mình sẽ trộn cái uh, layer cô gái này là bằng chế độ multiply và các bạn nhìn thấy ở trên chung quanh cái cô gái này là cái nền màu trắng cho nên nó sẽ khử luôn cái nền màu trắng đi và các bạn nhìn thấy là bên trong cái hình cô gái này cũng có một vài chi tiết nó đã khử bớt đi bởi vì uh, nó cũng mang cái màu màu sáng cho nên nó khử đi và các bạn nhìn thấy cái màu trắng nó khử đi hoàn toàn cái này chúng ta có thể sử dụng để chúng ta lọc tóc mai tóc mai như thế này ha thì bằng cách là chúng ta sẽ tạo thêm và nhấn ctrl j bạn tạo thêm một layer mới ở bên dưới vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ đứng ở cái layer ở bên trên này các bạn này à, sau đó chúng ta sẽ để chế độ đó là normal đó là chế độ normal ha và chúng ta cho nó che hoàn toàn đi bạn nhấn ctrl y bạn sẽ che hoàn toàn cái này đi và bạn sẽ dùng cái cọ để bạn tô những cái vùng nào mà là vùng mặt á những cái vùng nào là vùng mặt này để mình để mình lấy lại cái chi tiết ở chỗ vùng mặt thôi đó các bạn sẽ tô lên đây mình cho cái cọ nó bé lại ở à, đây các bạn sẽ lấy lại những cái ở bên cái laser bên trên là cái vùng mặt này còn cái laser ở bên dưới những cái chỗ nào mà vùng tóc á, thì thì các bạn đừng có lấy lại để cho cái vùng tóc đó là cái cái laser ở bên dưới nó sẽ hiển thị ra vậy thì à, như thế thì chúng ta đã có được một cái hình mà chúng ta lọc tóc mai như thế này à, đây là cái cách chúng ta có thể dùng cái chế độ hòa trộn là multiply để chúng ta à, hòa trộn những cái laser nào mà nó có những cái nhân vật có hình tóc mai như thế này này bạn rồi bạn sẽ à, nếu như nó là nền trắng thì nó sẽ khử luôn đấy các bạn có thể à, sử dụng cái cái độ Multiply này nó rất hữu ích cho các bạn ha Cái nhóm tiếp theo đó là nhóm Lighten Light là ánh sáng Vậy thì nhóm này sẽ ưu tiên lấy những cái vùng sáng Còn những cái vùng tối nó sẽ khử đi Vậy thì à, nếu như nó là màu đen Nó là màu đen Nếu như chỗ đó là màu đen thì nó sẽ khử hoàn toàn màu đen luôn Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn coi nha Nhóm Lighten này là nó tạo sáng Bây giờ mình trước hết là mình sẽ ví dụ cho các bạn về một cái hình này đi rồi bây giờ mình đang đứng ở dưới background nhưng mình nhấn cần J Mình nhân bạn này, này lên Bạn sẽ thấy mình trộn một cái chế độ hòa trộn cho nó là Lighten hoặc là Screen ở trên đây Bạn sẽ thấy cái tấm hình này nó sáng lên Bởi vì nó đã lấy những cái vùng sáng nó Nó tăng cường lên những cái vùng sáng Vậy thì ở đây chúng ta có một cái tấm hình nó sáng hơn Vậy bạn có thể căn chỉnh ánh sáng uh, dựa trên chế độ hòa trộn này vẫn được uh, uh, đương nhiên là chúng ta cũng có thể tăng chỉnh cái mức độ mà chúng ta vừa mới tạo ra bằng cách là chúng ta giảm opacity của cái background ở bên trên Ha. Nếu như bạn muốn tăng sáng nữa thì bạn có thể cần Ctrl J thêm một lần nữa Và bạn sẽ thấy nó tự động nó lấy cái chế độ hòa trộn là Screen luôn Và như thế thì nó đã tăng cường ánh sáng hơn một cấp độ nữa Thì chúng ta sẽ thấy chỗ này nó sáng hơn là Với lại cái layer ban đầu Đó là cái chế độ Screen hoặc là bạn cũng có thể chọn chế độ Lighten Thì nó yếu hơn một chút Và cái thằng Color Dog này thì mạnh hơn một chút Đấy các bạn sẽ nhìn thấy nó có những cái cấp độ khác nhau Của cái cường độ khác nhau ở trong đây ha rồi bây giờ mình sẽ nói đến bây giờ mình sẽ lấy cái vệt sáng này mình nhấn cần a cần c này rồi mình đưa sang bên cái tòa nhà bên đây mình nhấn cần v các bạn nhìn thấy mình đang có một cái cái là như thế này rồi bây giờ mình sẽ trộn chế độ screen thì nó chỉ lấy lại cái vùng nào có ánh sáng thôi còn những cái vùng nào là vùng tối nó sẽ khử đi và màu đen như thế này thì nó sẽ khử hoàn toàn ở đây mình chọn chế độ hòa trộn là screen ha các bạn sẽ nhìn thấy là là chung quanh nó nó đã khử cho chúng ta cái cái màu đen đi rồi cho nên là bạn cứ lấy cái này bạn ráp vô ngay cái vị trí của nhà này thôi. Đây là cái uh, nhóm blending mode của Layton Tiếp theo là nhóm Contrast, nhóm này thì cho chúng ta trộn, hòa trộn, nó lấy cả các vùng sáng và các vùng tối để nó trộn với nhau và nó tạo ra những cái hiệu ứng đặc biệt. Cái này thì chúng ta hay sử dụng để chúng ta trộn những cái lớp vân nền ở bên trên xuống bên dưới và cái chế độ chúng ta hay, hay sử dụng nhất đó là cái Overlay và Soft Light là chúng ta lấy cái vân đó để chúng ta áp vào, tôi gọi là áp chất liệu vào trong tấm hình nhé. Còn những chế độ như là Vivid Light và lila Light Align này chúng ta hay sử dụng để uh, tăng cường một cái vệt sáng nào đó ở trên cái thiết kế của chúng ta. Bây giờ mình sẽ ví dụ minh họa cho các bạn thấy Shop Light và Overlay nhé. Rồi ở đây mình có một cái nền màu xanh như thế này ha. Các bạn nhìn thấy ở bên trên này mình có một cái lớp Layer đó là cái chất liệu của chúng ta như thế này. Bây giờ mình muốn trộn lấy cái vân chất liệu này, mình trộn xuống cái nền xanh ở bên dưới thì mình sẽ dùng chế độ hòa trộn đó là Overlay hoặc là Shop Light đó bạn sẽ thấy nó trộn cái vân xuống bên dưới cho chúng ta rất là đẹp à, cái này chúng ta hay sử dụng để chúng ta à, hòa trộn một cái chất liệu nào đó vào trong cái layer của chúng ta bây giờ mình thử lấy cái nền ở bên trên này là cái hình tòa nhà này ha và bây giờ mình cũng trộn xuống bên dưới chẳng hạn như bạn muốn đưa nó cái chất liệu này vô trong cái bài này thì thì bạn là chẳng hạn như mình chọn chế độ hòa trộn là soft light hoặc là overlay ha đây các bạn nhìn thấy soft light thì nó nhẹ hơn một chút rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái mặt nạ ở đây chẳng hạn như mình che bớt cái phần ở bên dưới đi nè đó mình che bớt cái phần ở bên dưới đi nha đấy chẳng hạn như chúng ta có thể tạo ra một vài cái background trong cái bản thiết kế của chúng ta nó có cái hòa trộn như thế này đây bạn trộn thêm một cái lớp vân nền đó. đây chúng ta có một cái nền cái nhóm tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn ở đây đó là nhóm inversion inversion ha inversion là nghịch đảo tức là nó sẽ hòa trộn hai cái layer này với nhau những cái layer với nhau bằng những cái sự khác biệt của cái và độ chênh lệch màu sắc cũng như là cường độ ánh sáng của những cái layer đó với nhau các bạn cũng có thể thử nghiệm những cái này nếu như các bạn thấy cảm thấy thú vị thì các bạn cũng có thể áp dụng ha ở cái nhóm color thì là màu sắc tức là nó sẽ trộn các layer với nhau dựa theo cái cái màu sắc mà À, nó kết hợp màu sắc với nhau giữa các layer chẳng hạn như bây giờ chúng ta có Ví dụ như mình có một tấm hình người mẫu như thế này, bây giờ mình sẽ trộn cho nó một chế độ hòa màu sắc xuống đây ha bằng cách là mình sẽ sẽ dùng mình uh, new layer ở đây đi rồi mình đổ cho nó một cái màu ở đây ha, mình đổ một cái màu uh, màu xanh đi, mình đổ một cái màu xanh lá như thế này đi rồi mình sẽ đổ một cái màu xanh đây ha sau đó mình sẽ phủ cái lớp màu này xuống dưới mình trộn xuống dưới bằng chế độ hòa trộn là color bạn sẽ thấy nó đã phủ xuống bên dưới một cái lớp hòa trộn là color và tương tự như thế thì chẳng hạn như là mình mình thay vì mình đổ màu đơn sắc thì mình sẽ đổ màu chuyển sắc đi mình sẽ đổ màu chuyển sắc thì mình sẽ dùng công cụ gradient tool mình chọn một cái màu có sẵn trong hệ thống màu này đi ha rồi mình sẽ đổ từ trên xuống dưới này mình sẽ quét mình đổ từ trên xuống dưới đây các bạn nhìn thấy mình cũng đang trộn chế độ hòa trộn là uh, color và nó sẽ phủ cái lớp màu bạn sẽ thấy một vài cái saturation ở đây nó sẽ hòa trộn theo cái độ bão hòa màu và Hue saturation ở đây nó cũng khá là thú vị ha các bạn cũng có thể sử dụng một vài cái hiệu ứng ở trong đây để các bạn uh, cho ra những cái hòa trộn về màu sắc như thế này cũng khá là thú vị ở đây mình ví dụ thêm một trường hợp khác nữa để chúng ta sử dụng cái chữ độ hỏi trộn là color. Chẳng hạn như mình có một cái môi như thế này rồi bây giờ mình tạo layer mới trên đây ha. Mình vẽ, mình sẽ sử dụng cái vùng chọn à, lasso tool rồi mình sẽ vẽ à, cái khu vực ở chung quanh cái mình vẽ đại khái nha các bạn nha. Đó mình vẽ đại khái xung quanh cái bờ môi này Rồi mình đặt feather lên Mình nhấn shift F6 Mình đặt feather lên chẳng hạn thì mình đặt bằng 5 đi ha Rồi bây giờ mình sẽ phụ cho nó một cái lớp màu lên đây Mình tô một cái màu màu tím đi Mình muốn nhuộm cái bờ môi này ra màu tím ha Rồi môi tím sau đó ấy, các bạn có thể trộn xuống chế độ hỏi trộn là color các bạn đã thấy là cái bờ môi này đã được xâm đã được xâm vô bằng một cái màu tím lịm luôn rồi mình Ví dụ như các bạn muốn tăng thêm một cái vùng nào đó ở đây thì các bạn có thể tô thêm vào Đấy, bạn Tô thêm vào rồi đó. Tức là các bạn phần còn lại là các bạn sẽ làm cho nó được mịn màng ở những cái vị trí lúc nãy mình tạo vùng chọn nó không có được đẹp lắm Thì các bạn cũng có thể trộn cái chế độ hỏi chỗ là Color và bạn giảm Opacity xuống một chút Rồi bạn có thể tuốt lại Mình đặt một cái mặt nạ ở đây ha rồi mình có thể ẩn bớt những cái chỗ nào mà nó cái khu vực mà nó không được đẹp lắm này đó rồi đấy vậy là các bạn cũng có thể sử dụng cái chế độ hòa trộn là color này vô những cái, những cái mục đích để các bạn trộn những cái đối tượng như thế